Mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục hôm nay mình sẽ tiếp tục kể cho bạn một câu chuyện cười. Đó là câu chuyện cười. Tôi đã tin lời bác sĩ nhổ răng không đau. Câu chuyện bố Quân đang ở đâu? Thấy con trai nhìn album ảnh gia đình chăm chú, Mary hỏi: con đang làm gì thế? Con trai Mary chỉ vào một bức ảnh mẹ người đàn ông đẹp trai cơ bắp cuồn cuộn với mái tóc xồm xoăn bồng bềnh nắm tay mẹ ở bãi biển là ai thế? Cười tủm tỉm là nói với con trai rằng con không nhận ra thật à. Bố con chưa còn ai vào đây nữa. Cậu con trai nghe vậy thì nhăn mặt hỏi mẹ: còn người đàn ông đang sống cùng mẹ con mình là ai? Bố con đâu rồi mẹ? Tôi bó tay với mẹ. Bố con đâu rồi? Vậy cậu con trai đang ấy là ai? Chắc là mẹ của cháu dùng phá quá thôi. Dùng như phá. Ngày xưa cơ bắp chín mũi thế. Giờ bụng còn có một mũi. Bố con bây giờ gom lại rồi. Ngày xưa 6 mũi nhưng bây giờ gom lại thành 1 mũi rồi.